我渴望每日清早，两眼张开那角度，会看着你便知天气好。你送别我在上路，教气温升了两度，世界亦染着色素。当意想不到，如有事我未透露，请了解我有时不倾诉。不要猜，只要相信，再没有烦恼，别让彼此困进城堡。相识仿佛小说写开引号，相恋下集剧情怎知道，相分各有各走，风雪雨无方知，能跟你对着已经这么好。Có thiệt đơn giản như vậy không? Chị chiếm đi căn phòng của anh, cắt đi trợ cấp của anh, và bắt anh phải làm tiểu nhân. Cô làm như vậy cũng đủ rồi chứ. Bà làm bao nhiêu việc, không thấy mệt hay sao? Người đàn bà này thật là quỷ quái đó nha. Không biết cô suy nghĩ thế nào. Thôi chết rồi, từ nay thì không biết làm sao làm người đây nữa. Ngày nào mà làm hạ thuộc của bà thì bị bà chơi thôi. Người đàn bà đó xử sao với anh, chúng tôi thì là cản không nổi. Anh phải tùy cơ ứng biến đó nha. Nhưng mà quan trọng nhất, anh ngăn cản là bà đừng có làm quen với em vợ của anh. Quan hệ bà con của hai người, tôi nghĩ là không giấu được bao lâu đâu. Tôi chỉ lo bà chơi luôn em về của anh thôi. Anh cũng biết rồi, Hỷ Quân đâu có lanh lợi gì đâu. Không phải đâu, hai người chung một công ty mà, thì khó xử gì lắm. Để tránh việc này thì bị Hỷ Quân từ chức đi. Làm sao nói đây? Như vậy thì phải tìm cách thôi. Cái gì? Trước tiên chúng ta phải biết thói quen sinh hoạt của Quân nhiều. Chừng nào đi làm, chừng nào tan sở, và chừng nào có buổi họp thì bị Hỷ Quân lánh mặt đi. Phương pháp này chỉ có một người có thể giúp được thôi. Đó là Suki. Suki? Không được, Suki quen thân với con Tuyết dữ lắm. Lỡ như con Tuyết đồn tới má vợ của tôi, về tới nhà phải làm sao đây? Cho nên vì chuyện này, tôi với anh đều không có tiền xen vào. Tôi giúp thì không sao đâu. Tôi có thể cản được người đàn bà đó đi kiếm Hiểu Quân, nhưng Hiểu Quân không biết đầu đuôi. Lỡ nó đi kiếm người đàn bà đó thì sao? Cho nên mình cô Nhu phải nhờ vào anh đó. Tới giờ ăn cơm. Đi ăn cơm, ăn cơm đi. Mỹ Tuyết à, đi ăn cơm nha. Phải rồi, một người mà làm việc của hai người còn lâu mới làm hết. Anh chị đi ăn trước đi. Vậy cô từ từ nha, mình đi. Nè, vậy là quyết định như vậy nha. Được mà, nhưng tôi phải đi toilet trước. Được rồi, tôi chờ cô mà. Nè nè nè, đi toilet đừng có gấp gáp quá, có chuyện ảnh hưởng tới sinh lý thì không tốt đâu nha. Bị bọn. Ê, Huy, lại ra bảo hiểm hả? Tuyệt đối là phải. Tới giờ ăn cơm rồi sao không đi? Ăn cơm chưa? Chưa, à, như vậy. Chưa ăn thì đi ăn đi. Nếu mà để đói thì không tốt cho bao tử đâu nha. Rót ly nước để. Mười một giờ đi gặp khách, bốn giờ về công ty để họp, còn tám giờ đi. Coi coi. Đây rồi. Tôi chết anh rồi. Trả lại đi. Anh coi thời khóa biểu của cô không phải không? Muốn bắt cóc cổ. Tôi muốn bắt cóc cô đó, đừng có nói bậy bạ, bắt cóc phạm pháp đó nha. Còn nếu không, thì anh đúng là gián điệp. Anh muốn biết cô ồn, đi đâu để ăn cơm, đi đâu để gặp khách. Anh đừng có bao giờ nhờ, đây là bí mật thương nghiệp của công ty đó. Nè, cô đừng bao giờ suy nghĩ dớ dẫn đó nha ha. Cô ồn thế này, cô ồn thế kia. Tôi chỉ muốn biết thời khoái biểu của Súc kia. Tôi muốn biết là ngày nào cô được rảnh. Tôi muốn hẹn với cô là đi ăn cơm và coi cine thôi. Anh muốn cô Suki hay sao? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, chuyện này là bình thường thôi. Huống gì cô gái thì phải có một chút thủ đoạn mà. Ê, theo tôi hả, thì Suki không có dựa chanh đâu. Vậy sao? Anh đừng có hiểu lầm, đừng tưởng tôi là muốn phá hoại anh chị. Nhưng mà đứng trên khía cạnh của người ngoài cuộc, tôi muốn khuyên anh là Suki thì không dựa chanh đâu. Tại vì cổ thiệt đơn thuần lắm, đầu óc của cổ không xoay nhanh bằng anh. Cho nên nếu nhà mà cặp với cổ thì anh sẽ thấy mệt lắm. Nhưng mà Suki đâu có đơn thuần như vậy. Một người là bạn của tôi,
Một người là bạn chung sở. Tôi không có muốn nhìn thấy hai người phát triển tới mức chót rồi lại bị dở dàng. Cô coi tôi là bạn bè hả? Chuyện anh Bob lần trước, anh thì lại tận tâm tận sức để giúp tôi. Cũng tại tôi mà thôi, không có chọn bạn. Không có phát hiện thì ra nó xấu như vậy, và cũng không phát hiện thì ra anh thiệt tốt bụng như vậy. Chuyện đã qua rồi thì thôi đi nha. Người ta nói là quên đi dĩ vãng, nhìn về tương lai. Nếu như anh muốn bắt đầu với Suki, nhưng mà tôi nói thiệt đó nha, bất cứ việc gì cũng đừng có đặt kỳ vọng cao quá. Vậy thì để tôi suy nghĩ chín chắn lại cái đã. Đừng mà đừng như vậy. Tôi không phải có ý là phá hoại hai người. Anh có thể bắt đầu mà. Nhưng Hiểu rồi. Thật ra ý kiến của bạn bè thì nên được tôn trọng mà. Cảm ơn. Thì ra lời lẽ của tôi trong thâm tâm của anh cũng có chút giá trị. Thì cô cũng có nói mình là bạn bè, cô đưa ý kiến cho tôi cũng là nghĩ tốt cho tôi thôi. Tôi nên nghe mà. Thank you. Vậy Được rồi, tôi để lại chỗ cũ. Nè, không thành vấn đề. Tôi không có nói với ai đâu. Cảm ơn nhiều. Các bạn ở bên thị trường đã có làm sưu tập cho mình rồi. Họ có đề nghị là mình bỏ thêm quảng cáo vào những nhà chung cư hay là các nhà thôn làng, vì mấy cái loại nhà đó hơi lớn, cho nên nhiều khi mấy bà má với lại mấy người ở không có nghe được tiếng em bé khóc. Anh có nghe tôi nói chuyện không? Nghe được. Nếu trong giờ ăn cơm anh không có muốn làm việc để phòng ngại tới bao tử của anh thì đừng có nói với tôi là anh cần gấp mà. Trong giờ cơm tôi cũng muốn có chút thời gian cá nhân để nghỉ ngơi. Tôi có bị cô ngồi xuống tí lệ một tràng hay sao? Cô có thể ăn xong rồi mới nói mà. Anh chứng nghỉ hay sao? Thì coi cô có nói lý lẽ hay không, có đá động tới người ta hay không. Đại ca, bây giờ tôi chỉ cùng với anh nghiên cứu quảng cáo chứ không phải giao hàng. Cô là người mới, tôi là tiền bối của cô. Kế của cô dĩ nhiên phải bán cho tôi. Tôi có mà. Nhưng mà cô chưa được tốt. Dù sao vẫn hơn có người chỉ làm biếng không làm việc. Cô nói ai vậy? Rồi có cần không cho tôi ra khỏi phòng, không cho tôi đi rót nước, đi toilet cũng hạn định giờ giấc. Cả việc nói chuyện với cô cũng không được. Rảnh rỗi đi nịnh bợ, sao không nghĩ kế quảng cáo cho tốt đi? Anh sợ tôi đi giúp gì à? Hay là sợ tôi nói xấu anh với bạn gái xưa của anh? Quan hệ giữa tôi với cô ra sao con mắc mới tới cô? Vậy tôi nói chuyện với những người bạn chung sở khác nó mới gì anh? Cô hai, tôi phải đối diện với cô ngày đêm, cô tưởng là tôi thoải mái lắm hay sao? Câu nói này tôi tin. Nhìn tướng anh ngồi trước mặt tôi ăn cơm đã biết. Cô làm gì đó? Xém chút đã quên. Đừng để cho anh mất ngon miệng. Tại vì tôi ngồi với anh tôi cũng ăn không vô. Hiện gặp ở công ty nhà lão tiền bối. Chuyện gì Tiểu Minh anh không chịu hả? Tôi kiếm ai bám sát nó đây chứ. Không phải là tôi không muốn giúp anh. Anh biết lâu nay tôi với em vợ của anh không có hạp rơ mà. Nó khó chịu tôi cũng thấy khó thở. Bây giờ đâu phải biểu anh cua nó, cần chi phải hạp rơ. Huống gì tôi cua được hôm nay không có được ngày mai đâu. Hôm nay biểu cô làm thêm giờ, nhưng mà đâu phải ngày nào cũng phải làm thêm giờ. Hơn nữa còn có một vấn đề này. Tôi không phải là đàn bà, nhưng mà cô Nhu thì phải. Lỡ họ bắt gặp được ở toilet thì tha hồ mà trò chuyện. Thật ra muốn cởi trói thì phải kiếm người buộc dây, anh biết rồi mà. Bây giờ kẻ làm cái là cô Nhu. Thay vì cứ né tới né lui, sao không quá bị động thành chủ động? Mình hãy tự làm cái đi. Vô đi. Chuyện gì? Đại Nguyễn Nhu à, hôm nay tôi bất cứ giá nào cũng phải nói rõ ràng với cô. Chuyện công hay tư? Dĩ nhiên là chuyện giữa tôi và cô. Giờ làm gì, tôi không bàn chuyện riêng tư đâu. Được, một lát tan sở tôi hẹn cô ra ngoài trò chuyện. Bây giờ đi được rồi. Sớm vậy? Tôi là chủ mà, muốn đi chừng nào không được. Tôi bây giờ ra bàn với cô. Anh chưa đi được đâu.
Nguyễn Nhu à? Nguyễn Nhu, Nguyễn Nhu. Ê, cái gì à? Cái quảng cáo của anh đóng đã được coi rồi. Hả? Đi coi đi, coi đi, coi đi. Mày muốn phim hả? Rồi, coi rồi. Đúng rồi. Tất cả yên lặng. Một ngôi sao mới của ngành quảng cáo đã trông chờ. Wow. Bị thất chấm đừng có ái ngại, có giấy tá thành nhân Hồng Bảo Bảo sẽ bao lại hết cho bạn. Đem ra Hồng Bảo Bảo, ra phố không phiền não. Cảnh Quy, anh về tới hả? Phải bà xã. Ý, Hiểu Quân nó làm thêm giờ mà sao về sớm vậy? À, có khách đã tới. Không ngờ trong đêm hôm nay tôi gặp được cơn ác mộng lớn nhất trong đời của tất cả những người đàn ông. Đó chính là vợ của bạn đã tiếp đãi một người đàn bà từng ngủ chung với bạn tới nhà ăn cơm. Tại sao lại như vậy? Nè, đi khách sáo nha. Cảm ơn. Thì là ngộ quá đi Cảnh Quy à. Lần trước cái cô mà bị em làm đứt cái sợi dây tay thì ra là cấp trên mới của anh đó. Thật ra tôi thật muốn nói xin lỗi với chị vì thái độ của tôi không tốt lắm. Là tại vì chị không quen biết tôi, với lại chị phải đi gấp mà, đâu có mắc mớ. May là hôm nay gặp lại chị, tôi lại không ái ngại xong lên hỏi chị có nhận lại được sợi dây đó hay không. Trò chuyện một hồi mới biết là hai người quen biết nhau. Thật ra sợi dây đó bị đứt thì bỏ đi, tôi đã quên mất rồi. Tôi đã làm đứt sợi dây của chị thì phải đền cho chị mà. Hơn nữa chị là người rộng lượng, hoạt bát thân thiện, chịu tới ăn một bữa cơm thường, vậy là thiệt nể mặt lắm rồi. Chị đừng nói vậy, chị mua đồ ăn nhiều quá mà. Tôi thì đã quấy rầy đúng hơn. Nhưng mà từ nay được kêu tôi là cô Ôn nữa, kêu Quỷ Nhu được rồi. Vậy thì phải, làm bạn bè thì không nên xa lạ như vậy chứ. Phải rồi, làm bạn bè thì không có nên xa lạ như vậy. Ê, xe của tôi để bên kia thôi, anh không cần phải đưa tôi. Quên à? Nè, thật ra cũng muốn chờ tới lúc nào đi. Anh muốn nói gì đây? Cô chỉ muốn chơi chết tôi thôi thì dễ dàng lắm, tôi không phải kiên cường lắm đâu. Huống chi cô là con gái của ông Thao, một ngón tay thôi đủ chơi chết tôi rồi, cần chi phải giỡn nhiều trò như vậy. Không sai, nói tới cùng kẻ nói láo gạt cô chính là tôi, gạt tiền của cô cũng là tôi, ngủ với cô không gánh trách nhiệm cũng là tôi. Nhưng không bắt mớ tới người nhà của tôi, bọn họ đều vô tội đó mà. Tại sao kéo họ xuống nước chứ? Nếu như cô ghét thì ghét một mình tôi thôi, tại sao lại hành hạ nhiều người như vậy? Cảnh Quy, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Cô bây giờ kiếm tới nhà của tôi mà nói là hiểu lầm đó hả? Anh có nghe vợ của anh nói hay không? Chúng tôi thật tình cờ bắt gặp ở ngoài phố thôi, cũng là bà nhìn thấy tôi trước mà. Tôi đâu có biết lần trước khiến tôi vô phòng cấp chứng là vợ của anh chứ. Thiệt ngẫu nhiên vậy sao? Lúc nãy quan cơm sẽ được bình tĩnh như vậy. Rồi anh muốn tôi có phản ứng gì? Vừa rồi tới nhà anh thấy tấm hình cưới của anh, tôi cũng rất ngạc nhiên. Vậy trước đó cô đưa Hiểu Quân tàn sở lại có mua đồ gì đi? Tôi vốn không biết Hiểu Quân là em vợ của anh. Cô không biết? Có gì lạ chứ, thường ngày tôi cũng có đưa Sharky và con bối họ mà. Cảnh Quy, tôi nghĩ anh thiệt đã lầm lẫn rồi. Tôi lầm lẫn? Ngày đầu tiên cô đi làm là muốn chơi chết tôi rồi, cả phòng của tôi cũng giật luôn. Đó là ý của ông Phan, ông cũng nói là tạm thời thôi. Tại sao cướp tiền trợ cấp của tôi? Ông Phan cũng bị cắt đó mà, anh có thấy sổ sách của công ty hay không? Cô thì có đủ lý lẽ mà, bắt tôi sa thải người, bắt tôi làm người xấu. Sa thải người là ý của ba tôi, mấy lá thư đều do tôi ký mà, ai làm người xấu đây? Rồi cái quảng cáo giải thích sao đây? Chú của tôi cũng chỉ định là anh, ông Phan cũng đồng ý, tôi có thể làm gì? Cô đã biết tôi làm ở công ty này đó mà, bây giờ chạy tới làm cấp trên của tôi, như vậy là có ý gì đây? Tôi thì không biết, tôi muốn sao? Cái lúc mà anh nói với tôi anh có vợ, tôi định là từ nay không trở về nữa. Nhưng không biết tại sao ba của tôi lại thích công ty của anh, còn biểu tôi tới coi chừng. Đáng lẽ tôi có thể nói không mà, nhưng mà tôi lại tự nói với mình, tại sao tôi phải lánh mặt anh? Hay để tôi nhìn thẳng anh coi anh là người thế nào, để tôi có thể quên đi anh, làm lại cuộc đời cũng tốt mà. Tôi nhìn thấy anh khẩn trương tới người vợ như vậy, tôi như có thể dứt bỏ được cái chuyện này. Bộ cô không phải trở về trả thù hay sao? Anh đã nói mà, tôi không phải một người đơn giản như vậy. Nếu như tôi muốn trả thù
tôi thì thiếu gì khách chứ. Cần chi vợ mấy cái trò nhỏ nhặt này. Thôi bỏ đi, cũng không còn mong anh làm thấu hiểu được tôi. Có lẽ anh thấy lời lẽ này của tôi cũng là chuyện dư thừa thôi. Cũng đâu có thể nói như vậy. Dù sao đi nữa, sau chuyện này tôi nghĩ vẫn có thể làm bạn với anh mà. Nhưng cái việc kết bạn không thể là một chiều đâu. Tôi không thể miễn cưỡng. Nguyễn Như à, xin lỗi nha. Xin lỗi cái gì? Vợ với vợ đi. Tại sao số mệnh của tôi như vậy? Thầy nói là chúng tôi xứng đôi nhất. Chúng tôi nhất định ở chung với nhau mà. Sao anh lại nói với tôi là anh đâu có vợ rồi? Thật ra chúng tôi có kết quả hay không? Ê, cô là cành vàng lá ngọc, cho nên ông thầy mới thử thách cô, để cô biết quý những người bên cạnh cô. Yên tâm đi, người đàn ông này sớm muộn sẽ là một cặp với cô. Cuộc đời của ảnh có hai cuộc tình duyên, còn cô thì là chân mạng thiên tử của ảnh. Chỉ cần ảnh xuôi theo tự nhiên, xuôi theo số mạng, kết liễu cuộc tình thứ nhất của ảnh, thì cô sẽ vĩnh viễn lấy được người đàn ông này. Cô nhẫn nại chờ đợi đi. Cảnh Huy, tôi với anh mới là xứng đôi vừa lứa. Chỉ là bây giờ anh chưa biết tôi. Yên chí đi, tôi nhất định khiến hai người kết liễu cuộc tình duyên này một cách tự nhiên. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảnh Huy, mệt quá. Buổi họp của ông Phan họ đã tới đông đủ rồi. Tiểu Minh về tới chưa? Chưa, đâu có sớm vậy. Hey, hello. Hey, chào. 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 Qua đây. Chuyện gì? Anh có biết không, tối hôm qua. Hai. Chào. Alo, alo. Hello, hello. Qua wow, sao hôm nay sớm vậy? Ít khi đó nhờ. Cô ra ngoài trước đi. Tôi có chuyện phải bàn với anh. Em ra ngoài trước đi. Nè, sáng sớm sao bắt tôi chạy đây chị đó, có chuyện gì chứ? Ngồi xuống trước đã. Tôi tối hôm qua cùng với con Nhu đàm phán xong rồi. Thiệt sao? Chúng tôi đã có nói rõ ràng rồi. Thì ra trước đó chỉ là một cuộc hiểu lầm mà thôi. Cô tới đây không phải là trả thù, cũng không phải nối lại tình xưa, mà chỉ là tình cờ ngẫu nhiên mà thôi. Ba của cổ biểu cô vô công ty này để cai quản. Cô đã hết tình ý với tôi rồi. Thế là tình cờ ngẫu nhiên như vậy sao? Cô có tiền là dễ dãi như vậy không? Anh chơi xong rồi không có chuyện lăng nhăng hả? Thế như tôi thì anh tin có một phần cũng chết đó. Miễn là cái chuyện này tôi thấy đã chấm dứt rồi, anh đừng có hù tôi nữa. Chưa hết đâu. Cô nói là ba cái chuyện xưa kia đã qua hết rồi. Bây giờ quan trọng nhất là lấy công ty đi đầu. Đàn bà không giống như đàn ông đâu. Đã ngủ với anh rồi thì đâu có dĩ dầu gì buông tay. Cô có lẽ không phải là người đàn bà tầm thường. Cô dĩ nhiên là không phải đàn bà tầm thường. Cô là một người đàn bà giàu có mà. Cảnh Quy à, tôi không phải là hù anh đâu nha. Hôm xưa đã khiến cho anh tới nông nỗi này, tôi cũng có một chút trách nhiệm. Tôi cũng muốn cô bỏ qua đi, để cho tôi khỏi bị nạn. Nhưng mà tự ái của đàn bà không có dễ bỏ qua như vậy đâu. Uống gì, ông trời đang ngủ chung với cổ mà. Là Cánh Quỳ, anh đang nói sao với chị hai của em? Thì uống em coi anh là ngẫu tượng. Thì ra vô liêm sỉ như vậy. Nè Hiểu Quân à, nghe nói đã. Nghe nói đi. Có gì cũng vô dụng thôi. Ra ngoài. Cô chỉ nghe có vài ba câu, đâu có thể hiểu hết được. Cô phức tạp đến cỡ nào, cũng đều là một kẻ dâm tiện, một kẻ đồng lõa làm ma cô. Nè, cô đừng có gác tội người ta nha. Buông tay cho. Cô bình tĩnh lại, cô buông tay cho. Nè, Hiểu Quân. Hiểu Quân. Xin lỗi. Chuyện gì?
Hiểu Quân, Hiểu Quân, Hiểu Quân, Hiểu Quân. Hai người đã hết quan hệ rồi, cô làm sao mới tin được đi? Đã hết, nghĩa là hai người đã giấu tôi với chị Hai lâu lắm rồi. Lúc đó cảnh quỷ ở Bangkok, tức là bị tuyệt chứng. Trong lúc buồn bã khó tránh gây ra lỗi lầm. Anh vốn không có nghĩ tới có hậu quả như vậy mà. Anh nghĩ đây là một cái cớ tốt hay sao? Bây giờ người ta về làm chủ của anh, vốn không nghĩ tới gì bỏ qua. Anh hoàn toàn bị động mà. Bị động? Anh là đàn ông sao lại bị động? Anh thật là có điều khó nói. Có điều khó nói nhưng mà vô liêm sỉ. Nè, cô hiểu hay không? Đàn ông có nhiều khi có nhiều áp lực, có nhiều chuyện phiền. Và một chút lỗi lầm đâu có gì lạ đâu. Anh đừng có nói chuyện khác biệt nam nữ với tôi. Anh có quyền làm tình thánh, nhưng đừng coi tất cả đàn bà là si khờ. Tôi làm gì có? Anh đã coi như vậy rồi. Cô hãy nghe tôi nói đã. Bây giờ cô trở về nhà khai hết ra. Cô có nghĩ tới cảm giác của chị Hai của cô không? Nếu bà biết hết cả câu chuyện rồi thì hậu quả thế nào? Chính vì chị Hai của tôi có nhược điểm này, cho nên các người mới công khai đi gạt chị, có phải hay không? Nhiều khi nói lá cũng là nghĩ tốt cho người ta thôi. Nghĩ tốt cho người ta hay là nghĩ tốt cho anh? Anh tưởng cả câu chuyện tôi cũng biết anh có phần hay sao? Anh tốt bụng như vậy, chạy lên chạy xuống, giống là muốn hàn gắn lại như vậy mà anh đã làm. Đưa chị Hai đi chợ, đi bác sĩ, đi ăn cơm, chỉ là muốn che giấu cho anh rể thôi. Còn nói là nghĩ tốt cho chị Hai, chỉ là giả dối. Anh có phải là người hay không? Khi mà chị của con biết được cả câu chuyện này, bà sẽ chịu không nổi đâu. Tôi thà để chị bị thua, chứ tôi còn muốn chỉ có một người chồng phản bội lên mình. Hiểu Quân, nếu như các bạn còn nhớ, tôi đã từng hình dung là một người kiêu căng thành cao, cho nên đã nhờ anh ghi bàn chuyện với khách rồi. Lâu nay tôi không lo là anh bàn không xong, nhưng mà lần này bàn thảo với con em vợ của tôi thì tôi không làm quan chuyện nào hết. Vì đề tài lần này tuyệt đối là không dễ bàn. Thêm vào quan hệ của hai người họ, thử hỏi tôi còn thể tập trung ngồi để họp nữa đâu chứ. Theo sự dự đoán của tôi, cũng có thể tiết kiệm một số tiền cho công ty. Xin lỗi phải cắt ngang báo cáo của anh. Cảnh Huy. Cảnh Huy, không gì chứ? Không, không có gì. Cảnh Huy, có phải anh có ý kiến gì về báo cáo của tôi hay không hả? Tôi cảm thấy nhức đầu thôi. Cảnh Huy à, mình là bạn chung sở nhau, lại ngồi chung một phòng, có gì đừng có ngại nói ra đi. Phải đó, anh có kinh nghiệm mà, cho biết ý kiến đi. Cảnh Huy, lần trước tổng công ty sa thải người, cô ông đã coi nặng anh, tín nhiệm anh, giờ còn cho anh hung gỗ nữa. Tôi tiếp nhận ý kiến của anh mà. Ý của tôi là đừng có lãng phí thời gian của tôi nữa. Cảnh Huy à, anh nói gì chứ? Báo cáo của tôi làm cực khổ vậy cũng vì muốn tiết kiệm tiền cho công ty thôi. Tôi có gì đụng chạm tới anh chứ? Nếu như không phải là vì anh, tôi có cần chạy tới phòng Tiểu Minh trò chuyện gây ra chuyện lớn như vậy hay sao? Lúc không cần anh chạy tới, còn lúc cần anh á, không biết anh lại chạy đi đâu khuất bóng nữa. Nếu công ty muốn tiết kiệm tiền, người đầu tiên phải khai trừng là anh đó. Anh nói cái gì? Được rồi, nè. Hôm nay anh bị gì vậy? Xin lỗi ông Phan. Thôi được, chúng ta giải tán trước nha. Hiểu Quân. Chị Hai. Sao về giờ này? Em có chuyện quan trọng phải nói với chị. Chị cũng có chuyện quan trọng phải nói với em. Đã hẹn với bác sĩ, giờ đi giờ nói nha. Sao chị đi bác sĩ, chị không được khỏe hả? Không phải là không được khỏe. Chị thấy tháng này chưa tới, đi khám rồi. Chị đã có màng, có màng rồi đó. Có màng? Sao em để tướng như vậy? Em không mừng cho chị hay sao hả? Không phải, em mừng lắm. Vậy em có gì để nói với chị? Không, em thấy không được khỏe, em muốn nghỉ một chút thôi. Thôi đừng, để em đưa chị đi bác sĩ. Không cần đâu, em không được khỏe thì em đi bác sĩ đi. Chị sẽ về mau mà. Chị Hai. Hả? Chị cẩn thận. Anh tài xế à, bọc đường khác đi, tôi phải đi gấp đó. Anh bạn à, không thấy bị kẹt xe hay sao? Alo, bà xã hả? Kiếm chị Hai hả? Chứ không có nhờ. Lê Hiểu Quân à, em không nói gì chị Hai của em chứ? Anh muốn biết lắm sao? Thì ra đây để em nói cho. Ra đây. Quân à? Dạ. Làm phiền đây đây. Em không nói với chị Hai chứ? Hai kìa em.
Anh biết là lỗi của anh, nhưng mà anh không muốn đâu. Anh muốn? Em nghĩ là anh một lòng một dạ với chị hai của em, mà nói là bọn đàn ông không đáng tin cậy. Em tưởng là má hủ lậu, ai ngờ chỉ là em ngu muội thôi. Anh không biết là Tiểu Bình nói cái gì với em. Lần này là lỗi của anh, nhưng mà anh chỉ cũng không có gì nữa. Em đi. Ai đã tin anh suốt 7 năm? Anh không biết người đàn bà đó nghĩ thế nào, nhưng mà anh đã có nói rõ với cổ rồi, không có gì nữa. Anh từ nay sẽ không làm đường lạc bước nữa đâu. Không làm đường lạc bước? Phải. Từ đầu chí cuối anh vẫn không hề thay đổi với chị hai của em. Đây là thư từ chức của em. Tại sao phải từ chức? Lá này của anh. Anh cũng từ chức. Anh nói anh với người đàn bà đó không có gì, vậy thì dùng hành động này để chứng minh. Công việc này anh đã làm mười mấy năm rồi, nếu như mà mỗi bỏ ra ngoài, anh thì không biết hậu quả như thế nào. Chị hai đã hy sinh bao nhiêu vì anh, ngày nào cũng giặt đồ nấu cơm, việc gì cũng nghĩ cho anh. Bây giờ anh chơi là chỉ giờ, ra ngoài chơi có phải không? Người đàn bà đó là chủ của anh có thể ngửa tay ra nhận lương à? Anh không nỡ bỏ bỏ hay là không nỡ bỏ việc làm? Chị hai có thai đó, anh cũng muốn sao? Chị hai của em có thai. Bà xã, bà xã, bà xã, bà xã, bà xã, chuyện gì hả? Chị hai à, có chuyện gì vậy? Mới đi đụng mửa rồi à? Chị không có ăn nhầm đồ dơ chứ? Phải. Hả? Thiệt ăn nhầm đồ dơ? Chị ăn nhầm đồ gì? Đã ngọt trứng này. Em đã biết khám như vậy không trúng mà. Được rồi, sanh con thôi, mai mốt sanh cũng được. Sẵn thêm tiền sữa bột, anh để dành vẫn còn chưa có đủ. Mai mốt đi nha. 38 tuổi rồi, còn phải chờ hay sao? Mai mốt là tới tuổi trung niên đó. Điên hay sao, còn lâu mới tới tuổi trung niên mà. Thì xuôi theo tự nhiên đi. Chỉ là bị hụt thôi, đánh bại cũng thường bị mà, phải không đây? Hả? Em nghĩ chắc em không thể sanh con. Sao lại không thể sanh? Đừng có suy nghĩ dớ dẫn nữa mà. Ngày mai, anh sẽ đem tới bác sĩ để kiểm tra lại. Nếu như em không có sanh con cho anh, anh có kiếm người đàn bà khác đi sanh hay không? Được rồi, thì coi như là em không có sanh con đi. Mình có thể sinh con nuôi đó mà. Tới chừng đó đám con cái của mình sẽ kêu em là má, kêu anh là ba, hay là kêu anh là ba, kêu em là má thì cũng được thôi. Phải không đây? Có cần cố gắng thêm không? Cần, cần chứ. Sao ngồi vậy? Không, tôi biết cô thích người ta đi xe quá giam của cô, cho nên tới đây chờ cô thôi. Giờ lên xe đi. Cô đừng nói với tôi là cô không ngờ. Sự ngạc nhiên cách mấy cũng không bằng khi tôi nghe chuyện của hai người, có biết không? Không phải đâu, nghe tôi nói đi. Tôi đến kiếm chị không phải để nghe chị giải thích. Chị với anh rể của tôi quen biết như thế nào tôi thật sự không muốn biết. Tôi chỉ muốn cho cô biết, chị hai của tôi thương tôi cũng thương chị hai. Tôi không dung túng bất cứ ai gây hại tới chị hai của tôi, ok? Chị hai của chị biết rồi hả? Đương nhiên cô muốn vậy. Nhưng mà tôi cảnh cáo cô đừng hòng đập tan họ nha. Phải, tôi với Cảnh Huy đã hồ đồ một lần. Nhưng mà sở dĩ tôi tới công ty của chị làm chỉ vì ăn bài của nhà tôi thôi. Không có mưu đồ gì tới anh rể của chị nữa. Tôi chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi. Tôi cho cô biết, dù sao anh cũng là anh rể của tôi, và tôi cũng không thẹn với lòng, cho nên hai chúng tôi sẽ không từ chức để lánh mặt cô đâu. Còn nữ nho, cô đừng tưởng cô là cấp trên thì có thể chà đạp chúng tôi. Nè, tôi qua may mắn không có bị gia biến hả? Cũng may là Hiểu Quân không có khai ra thôi. Chào tất cả mọi người, giới thiệu các bạn một người bạn chung sở mới tới. Nè, đây là trợ lý cá nhân do cô ôn mướn về. Đây là ông Long Ngũ. Hả? Cái tên này lần trước có phần đập anh ở trên đỉnh núi. Cho một tay đánh vô công ty. Nè, anh nghĩ là con nhu đó muốn giở trò gì đi? Đâu có biết cô muốn sao. Nè, còn nữa đó nha, lần này em đừng tưởng em vợ của anh không có lên tiếng là mọi việc em xui đâu nha. Thật ra vấn đề của Hiếu Quân không lớn đâu. Dù sao nó đã biết tôi là một người chồng có lòng trách nhiệm đó mà. Anh thuyết phục được cổ thì đỡ. Tôi lo là anh bị khổ thôi. Tôi dù sao là anh rể của nó, nhưng anh làm chung tổ với nó, gặp mặt mỗi ngày cứ để mặt hầm hầm thì không được hay cho lắm.
Tôi đâu có sao đâu. Cùng lắm cho cô sĩ giả dày câu. Anh khỏi cần phải lo lắng cho tôi. Quê, chuyện gì đây? Ai lấy đồ của tôi hết vậy? Là tôi. Ok, bây giờ cô đang giận mà. Tôi không tính toán với cô đâu. Hơn nữa tôi đã nợ của cô rồi. Hả? Miễn là ban sáng ban chiều tôi cũng sợ cô rồi. Cô làm ơn dịu lại, bưng tất cả đồ gì cho tôi. Tôi dục hết rồi. Có phải là muốn kiếm chuyện với tôi hay không? Đúng vậy. Bây giờ tôi thấy đống đồ của anh thiệt chứng mắt của tôi. Rồi Trinh đi có được chưa? Trình Hiệu Quân, thật ra cô muốn sao đi? Ký tên. Thơ từ trước. Cô muốn tôi từ trước? Quang đường. Thứ dân như anh đi càng sớm thì càng tốt đó mà. Ồ, hèn gì mà anh rể của cô nói là cô thấu hiểu được ảnh. Thì ra không phải là anh tài giỏi, mà tôi xui xẻo thôi. Bây giờ cô muốn trút hết trách nhiệm lên mình của tôi hả? Bộ anh cũng biết anh rể của tôi ra ngoài ngủ với đàn bà khác là trách nhiệm của anh hay sao? Nếu không phải vì anh, tôi có xém bị gia biến hay không? Còn để anh sắp với anh, biết đâu anh lại suối bày anh đi ngủ với người này người kia nữa thì làm sao? Cô đừng có coi tôi là má cô nha. Đây là chuyện nhà của cô thôi. Bây giờ cô ông đó là chủ của tôi đó mà. Tôi đâu có biết anh có đi nịnh bợ cổ bán rẻ anh rể của tôi hay không. Được, nếu mà cô cảm thấy tôi gay mất thì cô đi đi. Tôi không phải là người gây ra tội, sao tôi lại phải đi? Cô nói như vậy là ngang ngược quá rồi. Đúng. Quê, tới giờ ăn chưa? Mình là tôi không nghe lời của cô đâu. Muốn chơi hả? Tôi sẵn sàng mà. Chỉ sợ anh chơi không nổi thôi. Quê, chơi cái gì? Cho tôi chơi với. Chơi nó. Thật ra với tình huống bây giờ của chị, ăn chay có phải thích hợp hay không? Bộ tôi có gì không ổn hay sao? Cái dĩa này sắp bị chị chẻ làm hai rồi đó. Chị coi miếng này là thịt gà hay là coi nó là Trần Tiểu Minh? Ý, ba chữ Trần Tiểu Minh thì là chói tai. Đừng để tôi nghe được tên của hắn nữa nhờ. Tôi sẽ ăn không được ngon. Tôi cũng hiểu được. Chị không nhận được thái độ công tác của ảnh. Nhưng mà chị cũng thử đã nhận nhịn rồi mà. Nếu như chị thiệt nhịn không nổi, chị nói với Cảnh Quy là đổi tổ khác, đổi bàn hợp tác đi. Chuyện xảy ra tới ngày hôm nay không phải đổi tổ đơn giản như vậy đâu. Anh không muốn thấy mặt tôi hả? Được, tôi phải ở lại để cho anh chứng mắt. Để coi ai chịu không nổi đối phương đây. Có cần ôm nhau mà chết hay không? Thiệt ra anh có đụng chạm gì tới chị đây chứ? Thế gian này có nhiều người như là kiếp trước có thù oán sâu nặng, kiếp này phải sống chết với nhau. Cũng như là chị với cái Quy vậy đó. Chị đâu có thể nào không hiểu được. Chuyện đó lại khác chứ. Người ta nói là không thù thì không thành cha con, không có oán không thành vợ chồng đó mà. Hả? Chuyện gì? Chị với cái Quy phát triển tới nước này từ hồi nào? Tôi chỉ thí dụ vậy thôi. Phải, cái Quy hôm xưa thì thiệt khiến tôi đáng ghét. Chỉ là lần trước anh thì đã giúp tôi. Tôi thấy anh thì có chút tánh người. Hơn nữa, chúng tôi đã thấu hiểu đối phương một chút rồi. Đâu có phải như chị có thù sâu nặng rồi chết sống với nhau ác liệt như vậy chứ. Miễn là chuyện của tôi khác hẳn với chuyện của chị. Nói xin lỗi nha. Dù sau này chị với cái Quy được làm vợ chồng, đừng hòng tôi với họ Trần kia có thể nói một câu mạnh giỏi hay không. Chuyện của tôi thì cứ coi sau đó. Hả? Ăn từ từ nha. Nếu không khó tiêu đó. Chuyện gì đây? Thanh niên trai tráng, chỉ hát một bản thôi đã kêu mệt rồi. Cô hai, sáng nay 7 giờ mấy là bị cô đánh thức rồi. Đưa cô đi coi Đại Phật, rồi tới Đại Áo mua cá mận. Bây giờ còn hát karaoke. Tôi bị rã ra hết rồi nè. Hôm nay là ngày nghỉ mà. Trời lại tốt như vậy thì phải ra chơi chứ. Ngày lễ tôi cũng phải làm việc đó mà. Thì nghỉ nhàn hạ chút lại có sao đâu. Cô thì nhàn hạ, chỉ có tôi mới không có nhàn hạ thôi. Chị, người ta muốn rủ thêm bận thôi mà. Nè, có phải là ngoài tôi ra đã hết người rồi sao? Lần trước người ta thấy cái chuyện của Suki, anh đã chịu nghe người ta nói. Người ta lại tưởng anh đã coi người ta là bạn bè rồi. Ê, nếu anh không được vui thì nói sớm với tôi đi. Tôi không phải là ý này đâu. Dĩ nhiên tôi coi con là bạn. Chỉ là tối qua ngủ khuya quá không đủ sức thôi. Thôi được rồi, tôi đi toilet rửa mặt nữa. Cô ở đây tự chọn nhạc đi nha. Alo. Cái gì? Cái gì? Ký Quy hả? Anh không có được rảnh. Anh đã đi toilet rồi. Đừng có điện thoại cho anh nữa nha.
Tôi vậy ha, tôi chào, bye bye. Nè, sao nghe điện thoại của tôi vậy? Họ không phải thật lòng với anh đâu. Cô nói gì đi. Tôi coi anh là bạn mới nói với anh thôi. Anh đừng có thấy là tôi lại nhỏi. Anh đi chơi thì đã đành rồi. Nhưng mà anh đừng có đưa số điện thoại cho mấy người đàn bà đó chứ. Anh thì là phí tiền mà. Tôi từng hãy gọi à. Tôi đâu có biết, chắc là người tình của anh đó mà. Là khách của tôi đó. Tôi chờ có điện thoại này cả ngày từ Thượng Hải đến về đây nè. Là một người đàn bà năm mươi mấy tuổi. Không ngờ như vậy chứ hả? Cô làm cái gì đấy chứ hả? Không biết đầu đuôi gì hết, nghe điện thoại của tôi. Còn cúp dây điện thoại của tôi nữa. Là từ Thượng Hải gọi về đó. Tôi làm sao mà gọi người ta để trả lời đi? Người ta làm sao mà biết chứ? Tại người ta không muốn anh bị đám đàn bà quấy nhiễu thôi mà. Nè, cô nói cái gì vậy? Anh hai của tôi cũng chưa quản thúc tôi mà. Anh nói coi, người ta là bạn bè, người ta mới bận tâm tới anh thôi. Thưa hai vị, bánh sinh nhật tới. Không lấy nữa, đem đi đi. Hôm nay sinh nhật của cô à? Mong mới gì tới anh chứ. Tần Bóp. Anh Bóp. Anh Bóp. Xin lỗi nha. Anh Bóp. Xin lỗi. Nè, cô làm gì đi chứ hả? Ra ngoài đi. Anh Bóp. Thiệt tình. Nè nè, vô đây làm gì? Ra ngoài. Nè, xin lỗi nha. Xin lỗi. Nè, ra ngoài đi, xin lỗi. Xin lỗi nha. Xin lỗi. Tôi ra đi. Cô kiếm kiểu này sẽ bị người ta đánh chết. Cô kiếm kiểu này sẽ bị người ta đánh chết, nó có biết không? Nè, xin lỗi nha. Cô gọi cho ai vậy? Em mà kệ tôi. Đã nói là cái thằng đó không ở Hồng Kông, cho dù có cũng không nghe điện thoại đâu, ngu quá. Anh mà kệ tôi, anh đi đi. Tôi bỏ mặc cô. Nếu bỏ mặc cô thì vừa rồi bị người ta đập chết rồi. Đàn bà, làm gì phải coi hoàn cảnh trước nha. Nếu mà làm bậy làm bạ dễ bỏ mạng lắm đó. Phải, tôi làm bậy làm bạ, cưỡng ép anh, kiếm lợi anh, độc hành độc đoán cấp dây của anh, báo hại anh, ok? Tôi đã lớn rồi, tôi đưa số điện thoại cho ai tôi rõ ràng lắm mà. Cô đừng quên rằng tối nay kẻ mà cứu cô chính là tôi đi nè. Kẻ bị mất mối làm ăn cũng là tôi đi nè. Do một tay cô gây ra thôi, còn làm dữ với tôi. Phải rồi, tất cả đều là lỗi của tôi mà, lỗi của tôi đó. Anh cứ bỏ mặt sống chết của tôi đi. Tôi bỏ mặt sống chết của cô thì đâu có cần chờ tới hôm nay. Tưởng tôi là cô sao? Mất đạo đức như vậy. Tôi mất đạo đức? Cô có đạo đức thì cô đâu có cần lấy chuyện của Suki mà uy hiếp tôi. Tôi uy hiếp anh? Tôi bận tâm với anh thôi. Cô bận tâm tới tôi? Cô buồn chán nào rủ tôi đi với cô? Vậy gọi là bận tâm tới tôi? Thì ra anh nghĩ tôi như vậy. Được, anh đang nói vậy với tôi trong ngày sinh nhật của tôi. Anh đang nói vậy với tôi đó hả? Xin lỗi, tôi có lỗi là lỗi của tôi. Coi như là quẹo, ok? Anh làm vậy có khác gì với thằng Bóp chưa? Tôi khác với nó. Tại vì con mù quáng đâm đầu vô thôi. Là có bị quán gà tối nay nói là nhìn thấy nó, rồi kiếm không ra nó, rồi làm dữ với tôi. Có thiệt không vậy? Anh đi ngay cho tôi. Tôi cho anh biết, tôi không bị mù quáng. Tôi nhìn thấy rõ ràng vừa rồi nó xảy ra gì. Tôi cũng không thèm anh có tin tôi hay là không. Tôi cũng không có đem chuyện với anh và Suki để mà uy hiếp anh. It make clear. Cái thứ đàn bà này, gì mà cũng đòi lý lẽ. Đã 3 tháng rồi không đóng tiền quản lý, coi chừng bị niêm phong nhà nữa. Tôi có chuyện nói với cô. Nè, có chuyện muốn nói với cô. Chuyện gì? Ông la rầy chưa đủ hả? Nếu như thằng Bố còn ở Hồng Kông, nó chỉ có một chỗ đi thôi. Ai da, đại ca, đại ca, có kiếm lộn người không đây hả? Kiếm lộn người rồi đó nghe. Kiếm lộn người? Mày gặp người ta 200 mấy ngàn, có kiếm lộn người không? Hả? Hả? Mỹ Tuyết, mày cũng ma giáo thiệt hả? Hèn gì mà xuất nhập cảnh đó là không có kỷ luật của mày. Thì ra mày không rời khỏi Hồng Kông, cũng may là tao lanh lợi thôi. Biết mày thế nào cũng về đây mà. Thông cảm cho lần này đi.
Không phải là tao cho mày, là cổ đó. Anh Thiền là yêu em lắm đó. Cô nói là cô đánh chết nó rồi, ai trả tiền cho cô? Dính thì phải. Đừng nghe. Như vậy có trả không? Chừng nào mới được chứ. Ngay bây giờ, cho bóp không bao nhiêu tiền lấy ra hết đi. Thằng bóp chỉ có 1,000+ bạc. Bây giờ cô đãi tôi ăn dữ như vậy, tôi nói cho cô biết, cô bị thiệt thòi đó. Anh đừng có khách sáo với tôi. Tôi lấy được số tiền này cũng là nhờ anh thôi. Tiền đó là do cô dành dụm lâu mới được mà. Chưa lại để mua quà cưới đi. Đàn bà phải có tiền để phòng thân mà. Nếu không may mốt bị chồng bỏ rồi, không biết xử thế nào. Xin lỗi nha, tôi lỡ lời. Tôi hiểu. Tôi không phải trách anh. Tôi thấy mình xấu số thôi. Tôi quen biết đều là bọn lưu manh, lừa gạt bịp bợm. Cho tới cuối cùng không có bị phá sản cũng may mắn lắm rồi. Còn nói đều quen biết bạn trời hả? À, cô đừng có nói như vậy nha. Nói thiệt đó, cô cũng rất xinh đẹp. Cô tuyệt đối đẹp hơn cái đám quà khôi nữa kìa. Nếu mà cô chân diện lại ở ngoài phố mà ai nhìn thấy cũng chảy máu cam hết. Phải có lòng tin một chút đi. Tôi không phải không có lòng tin với tướng mạo của mình. Có lẽ tôi có chút vấn đề phải tự kiểm thảo lại. Từ nhỏ tới lớn, tôi ít bạn bè lắm. Tình duyên bạc lắm. Bạn chung sở không chịu đi với tôi. Nhất định là có vấn đề gì mà. Anh nói thiệt với tôi có gì không ổn hả? Thật ra thì tôi không cá hơn cô bao nhiêu đâu. Tôi chỉ biết nói người ta thôi. Thật ra thì người tệ nhất là mình tôi mới phải. Anh đừng có tự chà đạp mình để dỗ ngọt tôi. Tôi nói thiệt đó. Lúc mà tôi quen biết cô hay gây gỗ với cô, tại sao khi cô ông lại đổi hướng như vậy? Là cũng vì 200+ ngàn của cô thôi. Anh cũng muốn như thằng bóp gạt tiền của tôi hả? Nè, tôi không phải như nó muốn gạt tiền gạt tình. Tôi chỉ muốn dây tiền của cô đi đầu tư, hợp tác với người ta để làm ăn kiếm tiền thôi. Hèn chỉ lúc tôi bị thằng bóp gạt, anh khẩn trương như vậy. Cũng vì miếng thịt nạc ngon như vậy, vì người ta bỏ vô miệng. Nói thiệt nha, thật ra tôi với thằng bóp đều là thứ dân hạ tiện. Bỏ đi, may là anh được thực thà như vậy. Đừng có đem mình đi so với nó. Nó thì là tệ lắm mà. Cô suy nghĩ cho kỹ đi. Có phải là định kết bạn với tôi không? Tôi không có sợ đâu. Sẵn bây giờ tôi đâu còn 200 ngàn để anh gạt nữa chứ. Cô sẽ có lại mau mà. Cô thật là khéo tính toán quá. Ăn một ly kem thôi là thấy cơm trưa. Tôi nghĩ là 2-3 năm nữa cô có thể để dành lại được mấy trăm ngàn. Chừng đó anh có đầu tư gì thì nhớ rủ luôn tôi nha. Cô dám tin tôi sao? Anh đã khai hết chuyện của anh ra rồi, tôi còn ngán anh hay sao? Được. Chỉ với câu nói này của cô thì chúng ta là bạn tốt. Cô không phải là muốn nuốt lời chứ? Tôi chỉ coi là chị em tốt thôi. Được. Chị em thân.清早两晚将开白角度会看着你便知天气好你送别我在上路教气温升了冷度世界亦染着色素当意想不动如有事我未透露 请了解我有时不倾诉不要猜只要相信再没有烦恼别让彼此困尽